mà ngài của ông mới hiện ra cái tướng ông Tiêu Diện này là một loài quỷ dương để thịt thỉnh Phật ban cho những bài chú để bố thí cho ngài quỷ. À, thiên tướng Bồ Tát quá thân ủng hộ Phật pháp thệ hoàng thâm bảo sử là cái này nè, bảo sử trấn nhiếp ma quân, công đức năng luân, kỳ đạo phó quần tâm. Có nghĩa là cái ngài này giống như là một giống như là một vị cảnh sát của thế gian. Viên thông giáo chủ mãn nguyệt kim dung thị di đà ư cực lạc của trung trợ thích ca ư ta bà quốc nội sử thiên diệp hồng liên chỉ tọa cư lưu ly trung bảo tri sơn quá khứ chánh pháp minh hiện tiền quán tự tại tam thập nhị ứng thất nạn nhị cầu. Đây là ngài Quan Âm, vì thương cô hồn ngạ quỷ mà ngài Quan Âm mới hiện ra cái tướng ông Tiêu Diện này là một loài quỷ dương để thịt thỉnh Phật ban cho những bài chú để bố thí cho ngạ quỷ, nên cái tướng này gọi là Diện Nhi Dương Bồ Tát, có nghĩa là đây là một trong những cái thị tướng của Quan Âm Bồ Tát. Nên chúng ta vô trong chùa chúng ta hình dung là ông này là ông ác, chúng ta không phải. Cái này là thấy cái tướng quỷ dương nhưng mà trong là một tấm cái tâm là Bồ Tát, là tâm Phật ở đó, vì thương chúng sanh mà mới hiện. Giống như ở trong tù á, đại bàng để độ tù nhân, tới khi tù nhân nó không sợ bất cứ ai hết, chỉ sợ mấy anh đại bàng thôi, nên Bồ Tát phải dùng cái tướng này. Nên tụi khi mà khi mà con tu, tụi con tu Phật tụi con thấy, nhưng mà ở đây mình không có bàn nha, bàn là cái miếu này, cái niềm mê tín á, cái niềm mê tín không chính tín thì nó sợ các ngài lạm đâu mà mặc áo rồi. Là khi ở trong chùa thì mấy thầy không cho mặc áo, tại vì các mà người ta đã làm có áo sẵn rồi, đâu cần phải mặc áo đâm như một ông tướng đi lính, không hay. Nhưng mà mình không đụng mình đụng chạm vô cái vấn đề của người ta thì mất cái tín ngưỡng của người ta. Nên giống như cái ngày này là ngày Vi Đà này, thầy á, lấy cái vị này làm bổn tôn cho mình, tại vì bổn tôn là vị này là giữ gìn chánh pháp, nên cái này cũng là một bổn tôn để mà thầy tôn thờ. Hạnh của thầy đang học theo hạnh cây của ngài này là hạnh giữ gìn chánh pháp, là mong muốn hộ trì chánh pháp để giúp cho. Bởi vì cái câu mà nó là Vi Đà thiên tướng Bồ Tát quá thân ủng hộ Phật pháp thệ hoàng thâm bảo sử là cái này nè, bảo sử trấn nhiếp ma quân, công đức năng luân, kỳ đạo phó quần tâm. Có nghĩa là cái ngài này giống như là một vị cảnh sát của thế gian đó, để giữ gìn trật tự trị an, giữ gìn hiến pháp, giữ gìn lực pháp cái vị này. Nên mỗi ngày mà khi mà chúng ta đến đây chúng ta thấy cuộc sống này con người ta nặng về cái mê tín gì, luôn luôn sợ các ngài lạnh đắp áo nha. Cái quan trọng là chính tín, giống như chúng ta đốt giấy tiền giấy áo chứ không phải giấy tiền. Đốt giấy áo nó khác với giấy tiền ở chỗ này là chúng ta đốt, chúng ta để cho những người mà họ bị chết về cái niệm á, họ bị dướng cái niệm đau khổ, cái niệm lạnh á, họ sẽ có áo mặc. Chứ đừng bao giờ đốt giấy tiền nhà bạc. Đốt tiền bạc là chấp cho họ vô cái đã sống họ tham, họ mới ngang quý. Mà chúng ta lại đốt giấy tiền bạc trở nên tạo cái tham cho họ thì. Đối với Phật giáo không nên làm gì. Phật giáo phải chúng ta không nên làm. Chúng ta chỉ đốt ít thôi, đốt ít một cái tượng trưng thôi, một biểu vật tượng trưng để tưởng nó cho họ ấm lòng thôi. Tâm mở rộng thì họ cảm nhận được. Nếu chúng ta là đừng có bao giờ mà hơi nặng vào cái mê tín. Nhưng mà tại sao lại hai ngày này lại đứng ở trước cửa miếu hay hoặc là chùa thầy? Cái này là cái phong cái này từ hồi xưa họ ông này là tượng trưng cho hiền, ông này tượng trưng cho ác. Nên họ nói vô chùa là có thiện ác. Mà thật sự ai thiện ai ác đâu. Tại vì do người dân họ ngẫu Phật, họ ngẫu cảnh, họ thích tượng ông, họ đặt ông này là ác. Với thiết cả ông này là ác, ông này là hiền. Có nghĩa là con người ta luôn hai bản thể. Bản thể của tánh thiện và tánh ác. Mà thật sự chúng ta đi về cái hình tướng thôi. Chứ thiệt ra hai vị này là giữ gìn chính pháp, vị này là vì lòng từ bi. Vậy thì đâu có ai ác này. Thấy tướng xấu, thấy tướng quỷ dương vậy chứ bên trong là tướng là từ bi. Thì vì từ bi mới hiện ra tướng quỷ để xin thỉnh Phật truyền cho định thỉnh Phật để cầu được mấy cái bài chú để biến giúp cho cô hồn ăn ngạ quỷ ăn, đó là thiện rồi. Với lại tụi con thấy cái cờ này nè, giống như cô hồn ngạ quỷ là
là rất là không có trật tự. Nên ngài cầm cái cờ này nè, cái cờ này là để sắp xếp có hàng lối để đi đến ăn. Tại cô hồn mà nếu mà không có ngài tiêu diện này á, là họ giật, họ không có người mà quản lý để bị giật. Nếu mà họ vô trong chùa mà gặp cái vị cô hồn gặp vô chùa gặp cái vị này là vị này xử, cầm báo xử để đánh. Tại vì cô hồn không có trật tự này, cái này giống như là một vị giám thị đấy. Nhưng mà nhờ vị này có cái cờ này, các con, các vị cô hồn nhỏ hãy núp theo bóng cái cờ của ta mà đi. Được, khi mà vô trong chùa rồi, ngày này không có đánh, để ăn uống trật tự, không có phải tranh giành, giật dọc, hiểu không? Hôm nay thì mình có duyên, mình đến với đây là miếu Ngũ Hành để mình cúng cho những vong linh hiện tại đang được thờ tự ở trong ngôi miếu này. Thì sư phụ cũng sẵn đây giải thích về những cách thờ tự ở trong chùa cũng như trong miếu. Thì nơi đây thì là theo quan niệm dân gian, cho nên là sẽ thờ tự rất nhiều và đôi khi nó có phần chưa có được đúng chánh pháp lắm. Nhưng mà cũng thông qua đó thì sư phụ cũng muốn giải thích về những cái cách thờ tự ở nơi này. Thì ngoài việc thờ ngài tiêu diện hộ pháp thì con còn đến đây con được thấy một cái điều như thế này. Là thường thì mẹ Quan Âm thì con thấy là trong chùa thờ ở phía trước thì là thờ một vị thôi. Nhưng mà ở nơi đây thì con được chú coi miếu có cho biết là mẹ Quan Âm ở trên đất liền và mẹ Quan Âm Nam Hải. Thì liệu cách thờ tự hai mẹ như vậy thì có đúng không? Và cạnh ngài địa mẫu nó thì có đúng không hả sư phụ? Quan Âm chỉ có một vị thôi, chứ không phải Quan Âm Nam Hải với Quan Âm đất liền nó giống nhau hết. Tại Quan Âm đến 32 quá thôi. Do mấy cái vị đây họ không hiểu. Họ có là họ không biết là Quan Âm Thiệt Kính này, Quan Âm Diệu Thiện là khác. Thật sự 32 quá thân con đến hiệu Phật giáo là Đức Bồ Tát Quan Âm hiện 32 quá thân để đi cứu đời. Giống như trong có nhiều người họ có nhiều chúng sanh cần thân Phật, Bồ Tát Quan Âm hiện thân Phật. Có nhiều chúng sanh cần thân Duyên Giác hiện thân Giác. Có nhiều cần thân Ngọc Hoàng Thượng Đế hiện Ngọc Hoàng Thượng Đế. Có nhiều chúng sanh cần thân như ông chúng sanh nhà quỷ cần thân Tiêu Diện thì Quan Âm Bồ Tát hiện thân gì. Chúng sanh cần thân Đồng Nam hiện Đồng Nam, chúng sanh cần thân Đồng Nữ. Nên Bồ Tát Âm đi đến đời này, đi đến cõi Ta Bà này bằng 32 cái quá thân. Là có nghĩa là quá ra để đổi phương tiện độ. Nhưng mà cái thân gần của chúng ta nhất là thân của một người nữ, đây là người một cư sĩ nữ, tại vì mẹ gần con. Xong mà người ta nói là đây là Quan Âm Nam Hải, Quan Âm đó là cái người đời họ nói thôi chứ họ không hiểu gì. Bồ Tát nên cái hiệu Bồ Tát là gì? Viên Thông Giáo Chủ Mãn Nguyệt Kim Dung Thị Di Đà Ư Cực Lạc Vũ Trung Trợ Thích Ca Ư Ta Bà Quốc Nội Sử Thiên Diệp Hồng Liên Chỉ Tọa Cư Lưu Ly Trung Bảo Tri Sơn Quá Khứ Chánh Pháp Minh Hiện Tiền Quán Tự Tại Tam Thập Nhị Ứng Thất Nạn Nhị Cầu. Có nghĩa là ngài ở bên Tây Phương ngài là thị giả của Đức Phật A Di Đà, mà ở bên thế giới Ta Bà này ngài trợ Đức Thích Ca trùng tuyên giáo pháp. Quá khứ ngài đã thành Phật rồi, hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai. Nhưng mà nếu thành Phật ngài sẽ vô Niết Bàn, nên ngài nguyện thành Bồ Tát Quan Âm lại. Bồ Tát Quan Âm để đi độ chúng sanh. Nên hiện tiền quán tự tại là vậy đó. Tam thập nhẫn là 32 quá thân, phải dùng 32 quá thân đi độ chúng sanh. Thất nạn nhị cầu là chúng sanh có 7 cái nạn lớn, như nạn đau binh chiến tranh lửa thiên tai này nọ, trộm cướp rồi đó, là những cái nạn lớn. Nếu mà chúng sanh nhiếp tâm cầu ngài, ngài đến hiện. Chứ không phải, nhưng mà chúng ta phải có cái một khi mà chúng ta nhiếp tâm là chúng ta với ngài phải liên thành một cái khối, có nghĩa tần số thành tâm mới được. Chứ chúng ta không thành tâm chúng ta ấy, bởi vì các vị phải hiểu rằng khi mà hiểu đến Quan Âm á là hiểu thân tâm của Quan Âm là tâm diệt từ bi và luôn lắng nghe con tim mình, lắng nghe hiểu được mình rồi mới hiểu được người khác, mới độ người ta. Chứ còn nếu chúng ta thờ Quan Âm chỉ thờ một cái dạng tượng thôi, này là cái tượng bằng đá bằng xi măng để giả danh giả tướng đặt tên, này là ông này là Quan Âm, ông này là địa mẫu, giả danh thôi chứ thiệt chứ. Cái những cái này là bê tông cốt thép, nhưng mà linh tại ngã ở chỗ mình. Khi mình thờ ngài là thờ học cái hạnh từ bi, hạnh lắng nghe. Còn cái vị này á là ngài Địa Tạng, bởi vì trong chùa hai vị này là quan trọng nhất. Nhưng mà ở nơi đình miếu họ lại rối ren, là họ mặc áo, nó sinh ra nó mặc trang nghiêm, do cái sự hiểu biết và cái chánh tính của họ không có. Nên đôi khi chúng ta nặng về cái cuồng tính là lại lục giang sinh nhiều hơn là chúng ta không có vận động theo cái kiểu tu. Đôi khi những người ta, đôi khi cái này nói về mặt cái như là tiểu học thì đúng, tiểu học là một đứa trẻ cần phải có cô giáo,
Đứa trẻ cần cô giáo là có nghĩa phải cận kề. Có ông thầy cận kề giống nào mới xin ông thầy hết. Xin ông thầy dạy mình, dựa nương tựa vào ông thầy. Còn lên đại học chắc chắn là chúng ta phải tự sáng tạo ra. Thầy chỉ là người bạn thôi. Nên mà khi mà chúng tụi con đến mấy cái vị mà tụi con dội kết luận là mấy vị này không cũng đúng đó. Tại vì sao? Họ quá ư là yếm thế. Vì cuộc sống này họ bế tắc, họ không biết tìm đâu tháo gỡ. Họ dựa vào sức mạnh của thần thánh để họ giữ được cái niềm tin. Đôi khi họ không biết là họ cầu xin có hay không có, nhưng mà trong lòng họ vẫn được an. Nhưng mà không hiểu, cuối cùng cứ lệ thuộc vào thần thánh. Nên cứ ở bên ở cuộc sống mình có khổ đau, cứ đốt nhang sinh, không biết là tu tập chuyển hóa. Nhưng mà họ sinh về họ cứ gửi cái lòng họ. Còn cái chuyện mà thành công được hay không được tính sao, nhưng mà họ đã gửi được cái lòng ra, cởi ra cái lòng mà họ cầu cảm, họ nghĩ là chắc chắn trời Phật sẽ giúp họ. Thì đó họ nhẹ lòng rồi. Còn ngủ ngày mai, ngủ ngày mai mấy ngày sau, giúp hay không là chuyện cái phước của họ. Nhưng mà khổ nổi, khi mà chúng ta cầu sinh thì chúng ta có một cái niềm tin, tạo cho chúng ta một cái niềm tin để chúng ta sống và làm việc tốt hơn. Chứ không phải là sinh rồi trông đợi. Thật sự ai cũng có vậy, nhưng mà hồi xưa chúng ta cũng vậy. Nhưng mà nếu chúng ta dính về vấn đề Phật Pháp, Phật đi về giáo lý của Phật đó, thì chúng ta biết rằng các vị này là chỗ để chúng ta học theo cái hạnh, rồi chúng ta tự dẫn động, chứ không phải chúng ta cầu sinh. Tại vì cầu sinh tượng đá, nhưng mà nói gì sai nha. Đối với những người trẻ thì phải tượng đá này là ông thần đó. Còn đối với những người mà thiền, đến với đạo Phật á, điều trước tiên là chúng ta thiền định. Thiền định mới giải quyết được trong hơi thở, tịnh quán hơi thở. Giả dụ như tụi con bực ai á, thì con tịnh quán hơi thở, hít sâu, thở đều, hít sâu, thấy nhẹ nhõm, thở ra thấy an lành. Cuộc đời không buồn, không giận, sẽ thấy mình bình an. Có nghĩa là mình, ai chập mình cứ quán hơi thở, nguyện quán theo hơi thở, miệng nở nụ cười tươi, nguyện học nhìn cuộc đời bằng con mắt quán chiếu. Con nguyện xin tìm hiểu nỗi khổ của muôn loài, tu tập lòng từ bi, thực hành hạnh hỷ xá, sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Con nguyện sống đời thiểu dục, là thiểu dục đó nghĩa là liễu dục với thúc, biết vừa và đủ. Khi chúng ta không biết vừa đủ chúng ta mới khổ. Con nguyện sống đời thiểu dục, cho thân thể kiện khương, nguyện rủ bỏ lo học tha thứ. Con nguyện đền báo ơn sâu, ơn cha mẹ, ơn thầy, ơn quốc gia, bè bạn, ơn đất nước. Bốn ơn đó, khi mình thực hành cái hạnh đó thì mình mới thấy làm được. Tất cả vật chất đều do mình tự làm ra. Rồi khi mình làm ra, mình có điều kiện tốt, mình chia sẻ cho mọi người, đó là từ thiện. Tụi con bố thí tiền thì con sẽ được tiền. Giúp cho mọi người có ăn thì tụi con không bao giờ đói. Nhân quả. Nói như con này là cái này là bố thí cho nhà quỷ, vừa bố thí cho nhà quỷ nhưng mà bố thí người sống luôn. Khi cúng xong là cúng là nhà quỷ. Ngày thức ăn này cho ngày mai cho mấy đứa nhỏ ăn là bố thí cho trẻ. Thì phẩm vật này mình mua phải là phẩm vật nó có giá trị để mình mang cho. Với lại cách mình sắp nữa, cách tụi con sắp mang cái tâm tụi con đó, nó rất là sắp, rất trang nghiêm, nó cầu kỳ là mang cái tâm mình vô đó. Chứ không phải là mình sắp như vậy rồi mình muốn cúng là cúng, muốn lên cúng, muốn sắp sao kiểu sao, giống như mình không có trang trọng, trịnh trọng mà.